Cô chào Bảo Phương nhé. Cô và con sẽ cùng xem lại cái nội dung video bài học ngày hôm nay của con nhé. Xin chào các bạn, mình là Bảo Phương. Hôm nay mình sẽ đọc về pet pet, và sau đây mình sẽ đọc cat cat. What pet do you like? I like pet. I like cat. Cái từ what pets thì con sẽ chú ý cho cô là từ pets nó có s nhá. What pets do you like? What pets do you like? I like cat. Cat. Fish. What pet do you Cái like? từ fish. 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 Mình xin mạnh cái âm sao mắc ra nhá. I like fish. Fish. Carrot. Carrot. Cái từ thứ ba đó là từ parrot. Parrot không phải là carrot. Cái này là từ con vẹt ấy, con đã đọc nhầm thành củ cà rốt mất rồi nhá. Mình sẽ sửa lại này. Parrot. Parrot. What pest do you like? I like carrot. Carrot. Pony. Pony. Từ này sẽ là pony. 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 Cái từ này là âm ớ ù, không phải là pon nhá. Mình không đọc là pony đấy. Mình sẽ chú ý cô là từ này sẽ là pony. What pest do you like? I like pony. Pony. Hamster. Hamster. What pet do you like? I like hamster. Hamster. What do rabbit? What pet do you like? I like rabbit. Rabbit. Dog. What pet do you like? I like dog. Ruler. Ruler. What? Từ này mình không đọc là ruler, cái từ này đọc là turtle. 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 Mình sẽ chú ý cho cô nhá. Từ này mình đọc là turtle. Turtle. Bảo Phương sẽ chú ý và chỉnh lại nhá. Pets do you like? I like ruler. Ruler. Mình nếu mình đọc là ruler thì nó sẽ thành cái thước kẻ rồi, một vật dụng đồ dùng học tập hàng ngày rồi. Bảo Phương sẽ chú ý phần phiên âm và mình sẽ đọc lại nhá. Cô góp ý một vài điểm cho bài của Bảo Phương thôi và mình sẽ chỉnh lại theo sao cho bài của mình nó chuẩn chỉnh hơn nha. Cô chào con. Say goodbye.